Anh làm gì ở đây vậy hả? Phong, em quên. Sao Vân ở đây? Vậy sao anh ở đây? Nhớ quên. Ra ngoài. Tôi nói đi ra ngoài. Nhưng mà từ nay trong căn nhà này không có cái gì là của Khánh Quỳnh nữa, biết chưa? Khôn hồn á thì ngoan ngoãn đi về phòng đi. Nhưng mà em Quỳnh, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài. Cậu Bình, cô Hải Vân, cô đừng la cậu Bình nữa có được không? Bữa nay còn định can thiệp cho chuyện này nữa sao? Nếu cậu Bình không còn là chồng cô nữa thì cũng là anh của cô. Với lại lúc còn sống á, bà chủ đâu có đối xử tệ bạc với cô đâu. Nực cười. Từ khi nào á mà người ở có thể lên lớp dạy chủ vậy hả? Cô lớn tuổi rồi nên cô hay quên quá. Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi để cô ở lại đây chỉ vì cái của nợ kia thôi. Anh Luân, tổ chức tiệc chia tay mà được ăn bánh kem nữa ha. Tiệc chia tay? Thôi, vào ngồi ghế đi, mình nói chuyện sau. Ngồi đi. Ủa mà Đức đâu? Sao em không kêu Đức qua đây luôn? Anh Đức. Ừ. Muốn mời anh đi ăn, sao hai đứa không gọi điện thoại cho anh? Tự nhiên gửi thư chi vậy? Gửi thư tay cho anh. Ừ. Anh chờ em chút nha. Thực ra là anh cũng định trước khi về nước anh sẽ gặp hai người một lần. Em nói vậy là sao? Thật ra hôm nay em tới đây là để tổ chức tiệc sinh nhật cho anh Bình mà. Em mua cái bánh kem này cho anh Bình đó. Nè, em mở cho anh coi. Đây nè. Em không hiểu sao không gặp anh Bình mà em lại gặp anh. Ủa, cái bánh kem này sao nó lại như vậy? Hai người đang làm gì ở đây? Ờ, Đức. Anh Đức, tôi hỏi lại, hai người làm gì ở đây? Em... Anh Đức, em với anh Luân... Ờ, Đức à, thật ra là tao với Quỳnh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tạm biệt anh Luân, mãi nhớ anh. Kể cả tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai người giải thích đi, chuyện này là sao? Anh Đức, anh hiểu lầm rồi. Thực ra chuyện này em với anh Luân cũng không biết giải thích với anh làm sao hết. Cô im đi. Quỳnh à, em có sao không? Mày anh Đức, anh làm gì vậy hả?